Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình và Đạt HV sau bao nhiêu ngày ấp ủ thì hôm nay mình và Đạt HV sẽ làm cho ra một sản phẩm, đó là ốc sên xào xả ớt. Bây giờ mình chuẩn bị đồ, rất sẵn sàng, Đạt HV đi lấy nước rồi, mọi người cùng chờ một chút nhá. Không còn rửa đâu, cứ luộc á, đâu được thử đổ ra xem có được nhiều không nào. Được một nồi. Cũng được một nồi. Được rồi, ok. Công tác cho nước. Rửa qua đi nhỉ. Con này ngày xưa ở chỗ mình nó nhiều lắm, nhưng mà bây giờ điều kiện người ta có rồi, cho nên là nhà vệ sinh người ta làm tự hoại hết rồi. Ốc không có ốc, nó hiếm hơn rồi. Nơi này nhiều quá đấy nhỉ. Hôm qua mấy anh em mình, mấy chú cháu mình đi cả đêm mới được cái băng này. Nhưng món này nó được cái nó thơm ngon bổ dưỡng. Tự nhiên. Tự nhiên. Dân dã nhiều canxi anh ạ. Nhiều chất vitamin. Rất là có khẩu. Thôi rồi, nhóm bếp đi nhỉ. Rất là có lợi cho sức khỏe. Ốc này ăn mới vừa miếng. Nó xả mà, cái này nó lại xả. Xả cho nó thơm, cho nhiều chất dinh dưỡng. Xả chất nhớt ra nữa. Lá chanh thì tốt. Lá chanh thì lúc ăn thôi. Khói toàn đang từ máy quay đi. Cái này phải à? Nó làm đoạn mặt nhé. Hay là chuyển hướng. Chuyển hướng rồi. Cho nó thay đổi cái không khí. Nhây nhơ của nó. Anh em kiểm tra nhá. Trứng kia cũng rất nhiều. Đấy. Cái này hoàn toàn ăn được 100% anh em nhá. Anh em không cần phải suy nghĩ. Nó còn là đặc sản luôn đấy. Đi xách nước nhé. Con này đi nước khổ lắm luôn đấy. Lấy nước ở Vũng nghe được kìa. Đây. Điên. Xách sao kêu khổ.
ngắt đít. Đây khô đoạn ngắt đít anh em nhé. Ngắt đít để cho nó sạch cái lấy cứt nó đi cho mình xào. Cho đỡ bảo đảm thực phẩm. Đặc biệt không có sán. Sạch sán 100%. Là chữa bệnh đây. Bệnh gì ấy? Đối với loại bệnh. Nói chung là tốt cho sức khỏe. Nhiều cái nhiều canxi, nhiều vitamin. Rất chia nhiều chất dinh dưỡng. Nãy rất chia nhiều, giờ thì còn một mỗi tí. Rửa vô đi. Thôi nhỉ. Ừ. Giờ là xào thôi phải không? Ừ. Có thái không nhỉ? Thái chứ. Hô luôn, một tí này cần để thái. Không thái á? Không cần đâu. Thái ra nhìn nó mới ấy. Bây giờ sẽ là dầu rán. Ít thôi. Xóc đều lên. Có tơ rồi sao ấy? Có chứ, chất dinh dưỡng của nó mà. Anh em thấy hấp dẫn chưa? Mình đã thấy hấp dẫn lắm rồi nên này. Ăn thôi anh em, mời anh em nhé. Đã cho lên bếp rồi các bác ơi. Nhìn rất chia hấp dẫn. Nhìn phát đã thèm luôn rồi. Thơm lừng luôn. Mặc dù chưa đâu ở đâu nhưng đã rất là thơm. Mỡ đã sủi. Ốc cũng sủi luôn rồi. Người cũng rất rủi luôn rồi. Rất chia hấp dẫn anh em ơi. Thèm quá rồi. Thơm quá. Sủi sắp xong rồi đấy, sắp được rồi đấy. Lâu hay là lâu nó lại dai nhỉ. Thơm hay bỡ bỡ mùi thật rồi anh em ơi. Nhưng mà thơm mùi dầu vẫn chưa thấy mùi thơm mùi gia vị đâu. Thơm mùi ốc. Đợi cháy đi khô. Thế là thái cho thêm. Nếu mà anh em có ý tưởng nào mà muốn anh bọn mình làm clip thì anh em hãy comment ở dưới phần comment nha. Comment ý tưởng để bọn mình thực hiện. Chắc ăn được rồi đấy nhỉ. Mang xuống ăn đi. Khô ơi. Thôi thử miếng bóng lắm. Thơm phức anh em ơi, xào xào hết này. Cháy gần nồi. Cháy nồi. Thơm á. Cho ăn thưởng thức trước đi. Tí nữa đang nóng. Rượu ngon. Ớt siêu cay luôn. Ốc xào xào ớt siêu cay anh em ạ. Ăn tê hết lưỡi rồi. Hấp dẫn, rất là ngon. Hắn mai gọi hỏi món gì. Đặc. Ngon, ốc ngon. Mình nghĩ anh em chắc nên thử một lần đấy. Rất là ngon. Hấp dẫn lắm, thơm. Rất sướng. Có được cải. Tôi tăng bình thường. Tôi chìm cây. Cái thóc. Ừ.
Luộc cho luộc bằng rượu luôn cho hết ớt cái tuổi ớt kia là chú gom như là chú để vào con bụng con vịt đây luộc bằng rượu nữa ngon thôi chú đó mình dừng clip đây nha, tạm biệt anh em hãy nhớ đăng ký kênh này, like share đăng ký kênh nhá, comment ý tưởng ở bên dưới nhá, tạm biệt anh em.